Cái ấn tượng đầu tiên mà khi tôi gặp Sang ấy đó là cái làn da rất là trắng và mịn, rất là đẹp, giống như con gái ấy. Dạ, em rất là thích Sang vì Sang nhẹ nhàng lắm. Sang thích làm con gái từ nhỏ rồi. Sang đang sử dụng hormone thì đúng là hơi bị bất ngờ, vì tôi cũng có biết được rằng cái sự ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc trong quá trình khi mà muốn chuyển đổi giới tính ấy, thì nó có rất nhiều là hệ lụy. Khi mà Sang thành con gái ấy, thì mọi người sẽ thay đổi thôi, thì Sang có cái nhìn rất là lạc quan. Sang chỉ cần cố gắng hết mình thôi là được. Tôi cảm tưởng như Sang sinh ra để làm nữ chứ không phải để làm nam. Mình khổ nhiêu cũng được, mình ai xài xẻ nhiêu cũng được, mình cũng cam chịu. Nhưng thấy người ta xúc phạm con mình đau lòng lắm. Bố mẹ em cũng là chắc là vô phúc lắm mới đẻ em. Tôi là Trần Ngọc Sang, một người con trai nhưng luôn khao khát được trở thành một người con gái như ba bạn trẻ khác. Tôi vẫn đang lay hoay trên con đường tìm lại chính mình, nhưng điểm khác biệt là họ đi tìm tâm hồn, còn tôi thì đi tìm cả tâm hồn lẫn thể xác. Bé Sang là đứa bé từ nhỏ là bị người ta trêu chọc là có tính con gái, đâm ra bé ngại. Chắc thấy tôi quá cực, đâm ra lúc mà còn đi học cháu nói mẹ cho con chừa thời gian để con đi làm phụ mẹ. Em là con trai trưởng bên gia đình nội, cho nên là việc con trai trưởng mà có xu hướng nữ tính như vậy á thì nó không có nhận được sự đồng thuận của gia đình nội. Cái lo sợ của mẹ sợ mẹ già già con mình, với bất cứ ai đối xử với con như thế nào mẹ không có quan tâm, nhưng mà quan trọng là mẹ thương con. Em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Em chịu từ tổn thương từ khi sinh ra tới giờ. Em cảm thấy tự ti nhất khi mà mình không có được một cơ thể của người phụ nữ, chẳng hạn ví dụ điển hình là bầu ngực, thứ mà đáng lẽ người phụ nữ nào cũng phải có, dù cho kích cỡ nó có nhỏ hay to. Và tôi cũng mong cháu nó được phẫu thuật được theo ý muốn của nó, để cho cuộc đời của nó được có niềm tin trong cuộc sống. Có vui buồn gì cứ điện thoại về tâm sự với mẹ, tôi luôn trông ngóng con thôi. Năm 17 tuổi khi ra trường là em đã quyết tâm là mình sẽ chuyển giới. Khi phát hiện chương trình hành trình lột xác từ một đất phút, thì em đã lập kế hoạch và kiểu như là hạ quyết tâm là mình sẽ đăng ký tham gia. Em chào ban giám khảo, em tên là Trần Ngọc Sang. Năm nay em 23 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại công việc của em là người mẫu ảnh. Quyết định của em là chuyển giới từ nam sang nữ ạ. Anh xin hỏi em, những người mà muốn chuyển giới như em ở Việt Nam này cũng tương đối nhiều.
thì những cái người như thế theo anh được biết là họ tìm hiểu tương đối kỹ. Thế em đã biết cái quy trình chuyển giới từ nam sang nữ nó như thế nào không? À, theo như em tìm hiểu thì trước tiên là phải chích hormone trước một năm, ít nhất là một năm. Thực ra là đầu tiên phải qua bác sĩ tâm lý trước. Bác sĩ tâm lý học là đồng ý với em, là bác ấy đồng ý ký vào cái bản là đồng ý để cho em hoàn toàn thoải mái với cái tâm lý của em, là em hoàn toàn khát khao chuyển mình thành nam, thành nữ. Nếu bạn khẳng định bạn đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ phẫu thuật cho bạn. Thật sự là em có xu hướng nữ tính từ năm tuổi rồi, nhưng mà em nói là em là nam tại vì thế cho ban giám khảo biết là hiện trạng em thế nào ạ. Anh thì anh thấy rằng là anh cảm giác là em chưa có cái khát khao mạnh mẽ lắm để trở thành nữ giới. Mình phải có khát khao một cách mãnh liệt là tôi phải là nữ. Tầm thức bên trong cái suy nghĩ của mình ấy, là mình phải mãnh liệt, mình khát khao muốn trở thành nữ. Tôi rất hiểu ước mơ của bạn và với những người như bạn, như bác sĩ Chuck Legend đã nói trước đó, điều đó thực ra đã rất rõ ràng rồi. Bạn cần phải trở thành một người phụ nữ thực sự. Đấy là điều quan trọng nhất. Chúng tôi rất vui vì được giúp bạn làm điều đó. Dạ, em cảm ơn mọi người. Khi mà em không có thể trở thành con gái hoàn chỉnh đó, thì nó gây rất là nhiều hạn chế trong công việc cũng như trong cuộc sống. Như những người bình thường khác ở tuổi em thì họ đang bắt đầu dựng sự nghiệp. Thì riêng em thì ngoài những việc đó thì em còn phải đấu tranh hàng ngày để tìm lại chính bản thân mình, cũng như tìm lại cả thể xác thực sự là một người con gái cũng như tâm hồn của người con gái. Xin mời các bạn thí sinh tự bóc phong bì để kiểm tra kết quả của chính mình. Vì những phẫu thuật đó liên quan đến xương nên là nó sẽ rất là đau, cũng như là có quá trình hồi phục cũng khá là dài. Thành ra tôi phải hỏi kỹ những vấn đề liên quan tới hậu phẫu của trẻ, nhưng mà mình phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Vấn đề khó khăn trong các phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ thường gặp phải là cơ ngực rất khỏe, mucosa vùng ngực rất là chặt. Vì vậy, rất khó để tạo được một bộ ngực căng phồng tự nhiên. Đối với trường hợp của bạn Trần Ngọc Sang, để tạo hình vùng ngực, chúng tôi sẽ phải đặt các túi ngực dưới lớp cơ. Do bạn không có mô tuyến vú, nên việc đặt túi độn ở dưới lớp cơ sẽ giúp ngực bạn trông tự nhiên hơn. Trong trường hợp này, vị trí mổ nên ở tay hoặc ở nách, để tránh tạo sẹo cho vùng ngực, bởi vì thí sinh không có tuyến vú, rất khó có thể che được vết sẹo mổ. Khi mà biết được thông tin là có bác sĩ đến từ Hoa Kỳ đến thăm khám thì cảm xúc của em lúc đó rất là bất ngờ và hào hứng, khi mà
chỉ mới là thăm khám thôi mà đã có một bác sĩ đến từ Hoa Kỳ thăm khám, thì không biết khi mà qua quá trình phẫu thuật hay hậu phẫu thì mình có sẽ được chăm sóc chu đáo cỡ nào nữa. Alo. Alo, con này mẹ Chính. Bây giờ con chuẩn bị bắt đầu vô phẫu thuật hết. Có gì con nhờ mẹ Chính nói với mẹ con, với lại mẹ Chính đi chùa này nọ cũng kính con nha. Rồi, đúng rồi. Mẹ Chính mặc để khỏe cho nó giảm sốt rồi có gì cũng nhờ. Dạ. Con nghe rõ không? Con nghe rõ, nghe rõ. Có gì báo cho mẹ con hay nha, để báo cho mấy người trong nhà biết nha. Rồi, chúc phúc mẹ nha. Dạ. Mẹ Hạnh đây nè Sang, mẹ mong con đạt được những gì con muốn, thành công tốt đẹp. Miệng ba con cứng chứ lòng ba buồn, mềm lắm á, ba thương con lắm. Cứ gì cứ tâm sự với ba, tâm sự với mẹ, chứ đừng âm thầm chịu đựng mình cho con. Thứ mà em cảm thấy đẹp nhất trên cơ thể mình đó chính là nụ cười. Tại vì em thường dùng nụ cười của mình để che lấp nỗi buồn, hoặc là dùng để cho mọi người không phát hiện mình là đang buồn, hay là mình đang như sụp đổ hay là tổn thương. Thì đó là cách để mà em để mọi người không nhìn những em là người con người mạnh mẽ, thì họ sẽ không thể nào mà hiện tại thì tôi đang bước vào ca phẫu thuật được, thì tình trạng này rất là lo lắng, nhưng mà để hỏi tôi có sợ hay là có ý nghĩ là mình từ bỏ hay gì đó thì chắc chắn là không có. Vậy đây là ước mơ từ nhỏ của tôi, nên là bây giờ tôi đang rất là sẵn sàng để tìm lại chính mình. Trường hợp này thì chúng ta kết hợp giữa cả phẫu thuật mặt hàm, mình gọt hàm và hạ quả má, kết hợp với lại nâng ngực. Đây là một trường hợp mà về sức khỏe thì chúng ta đã có khám xét rồi xét nghiệm kiểm soát rất là chặt chẽ. Trường hợp của bạn Trần Ngọc Sang này là một bạn nam giới chuyển sang nữ, thì do cái về toàn bộ cái khuôn mặt đều là biểu cảm của một bạn nam giới nên chúng tôi đã phải phẫu thuật rất nhiều. Cái ở nam giới là do cái trán nó tương đối là cao, mà bạn này lại muốn chuyển sang nữ thì chúng tôi tiếp tục chúng tôi phải phẫu thuật là hạ cái đường chân tóc xuống để cho cái khuôn mặt bạn này nó cân đối theo tỷ lệ 1:1. Do là từ nam chuyển sang nữ nên cái tuyến giáp, tức là cái sụn giáp của bạn đấy tương đối là to, thì chúng tôi phải kết hợp thêm một cái loại phẫu thuật nữa là chúng tôi sẽ cắt bỏ một phần cái sụn giáp. Xử lý dựng lại cấu trúc toàn bộ cái mũi của bạn ấy, sau khi chăm sóc hậu phẫu ổn định thì chúng tôi sẽ tiến hành cho bạn ấy đi chăm sóc da để cho bạn ấy có gương mặt nó trẻ trung hơn và sáng hơn. Do nhu cầu chuyển hình thành nữ thì chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải thực hiện phương pháp nâng ngực nữa. Thì với phương pháp nâng ngực này chúng tôi đã lựa chọn phương pháp là nâng ngực nội soi. Nhưng cái bản chất của cái cơ ngực lớn ở
cái bạn nam này chuyển thành nữ thì nó sẽ khó khăn hơn so với các bạn nữ bình thường, là cái diện tích hay cái thể tích hay độ đàn hồi của da nó rất là kém, thì chúng tôi phải dùng cái độ túi độ nhô cao và size tương đối lớn, là cụ thể tôi đặt size 375 để làm sao để cho ngực bạn ấy sẽ đầy đặn hơn và nó sẽ nhô ra phía trước. Sau khi xả thuốc mê thì tôi đã tỉnh dậy trong phòng hậu phẫu rồi. Thì điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó chính là nó khá là khó thở. Tại vì tôi là cơ thể là nam nên là vòng 1 của tôi nó không có mô. Thành ra sau khi phẫu thuật vòng 1 thì nó khá là căng cứng, thành ra rất là khó thở. Thở được, không nói nữa, thở đi. Ngừng dây rồi chưa? Em thở không được, em thở ra được, em thở ra được, thở ra được, em thở ra được, em thở ra được. Làm cái gì? Sao vào? Em thở ra được. Sao đẹp nhất rồi? Em thở ra được. Ngực em đẹp lắm rồi nhá. Sao làm cho chị nào? Thở nhẹ nhàng, sâu, thở nhẹ nhàng. Cảm giác thứ hai tôi cảm nhận được đó chính là mình cảm thấy khá là khát và cảm thấy khá là đói. Cái cơn khát nó rất là dữ dội, thậm chí là rát cổ họng và cảm thấy cái nguyên cả vào họng mình nó khô cứng lại luôn. Thì mà lúc đó thì không thể nào uống nước được, tại vì sau khi tỉnh dậy thì phải khoảng một vài tiếng sau đó thì mới được uống nước, nếu không khi mà uống nước vào nó sẽ bị ói ra ngay. Cảm giác thứ ba là tôi cảm thấy khá là bức rất khó chịu, tại vì khi mà mình dừng tỉnh táo một chút thì mình cảm thấy là trên cơ thể mình nó có quá nhiều dây nhợ xung quanh, chẳng hạn như là ống dẫn lưu đâm xuyên qua từ xuyên qua vòng họng hai bên, ở ngực thì cũng có hai ống dẫn lưu ở hai bên, rồi mình băng bó khắp mặt, rồi băng mũi, rất là nhiều thứ nữa. Rồi không chạy, em vào luôn đi. Trong những lúc đau đớn nhất thì lúc nào tôi cũng nghĩ về bố mẹ và người thân của mình. Đây là lần đầu tiên tôi phải trải qua một cuộc đại phẫu lớn như vậy. Thành ra ngày đầu tiên phải nói là nó khá là vừa lo lắng vừa sợ hãi mà cũng vừa hoang mang. Thành ra cứ mỗi lần mà cơ thể có bất cứ một triệu chứng cho dù nhỏ hay lớn gì, tôi cũng bị bấm chuông để họ gọi điều dưỡng vào và hỏi là những triệu chứng nó sẽ xảy ra nó như thế nào và có ảnh hưởng gì không. Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam luôn có những nhân viên về điều dưỡng, thậm chí các bác sĩ rất là tận tình và chu đáo. 3 ngày ở bệnh viện tôi được chăm sóc rất là kỹ càng, mỗi ngày đều được truyền các thuốc giảm đau, truyền dịch để mà giúp cho sức khỏe của chúng tôi được ổn định hơn. Thậm chí là mỗi buổi sáng đều có các đội ngũ bác sĩ đến thăm khám và các điều dưỡng luôn túc trực kế bên, chỉ cần tôi bấm chuông là mọi người sẽ tới. Thank you.
Sau khi mà tôi đã có thể đi lại thì điều đầu tiên tôi nghĩ ngay lúc đó là mình phải nên qua thăm các bạn thí sinh còn lại. Thì tôi đã qua phòng kế bên là phòng của chị Hằng và bạn Mây đang lưu bệnh ở đó. Có. Nước rồi. Có. Nước rồi. Trời, nước rồi đúng. Mình không có đơn độc trong cái cuộc chiến này. Quá trình thăm khám của đội ngũ bác sĩ vào buổi sáng thì các bác sĩ rất là tận tình hỏi thăm sức khỏe của tôi cũng như là xem lại những cái chỉ số về huyết áp, về nhịp tim, và các bác sĩ đã hỏi thăm rất là nhiều, và tôi cũng hỏi nhiều về tình trạng chẳng hạn như là mặt mình khi nào hết sưng, hay là tại sao mình lại khó thở như thế, hoặc là khi nào mình phải ăn uống bình thường. Thì thật là may mắn khi mà các bác sĩ đều trả lời rất là tận tình. Xin ba có gì làm không? Mẹ nè, con nói chuyện ba ha. Alo. Em hả? Con xin lỗi, lúc đi con không có nói gì ba. Nghĩa là ba cho con xin lỗi. Nghĩa là mấy mốt về nhớ gọi con là con gái. Tôi biết rồi. Phần mà góp phần tạo nên đường cong cho cơ thể của mình đúng không? Tay chỉ lên nhá, biểu cảm lên nhá. Cố mới lên, cố kiếng lên. Kết quả dành cho thử thách trang điểm cá nhân ngày hôm nay. Đội thắng cuộc sẽ là đội có kỹ năng tốt cũng như là hoạt động nhóm, phối hợp nhóm tốt nhất. Và đó chính là đội Đội số 2. Đúng rồi. Đừng xéo vậy đó. Các bạn cố gắng bước vô một hàng càng tốt nha. Tại vì nãy giờ chị thấy là tất cả các bạn đa số đều bước, nếu mà không phải 3 hàng, 4 hàng thì cũng 1 hàng rưỡi. Không ai vô được một hàng hết trơn á. Nó con gái mình đi phải một hàng nó mới đẹp. Và phần trả bài cuối cùng, Trần Ngọc Sang. Trần Ngọc Sang 23 tuổi, sống mũi gồ, gò má cao, hàm thô bạnh, mặt hớp, cười hở lợi, khuôn
khuôn ngực nam giới. Thí sinh nào sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt nhất của chương trình? Và giải thưởng đặc biệt nhất của hành trình lột xác năm 2018 sẽ dành cho thí sinh của cô ấy không phải ai cũng dễ dàng thông cảm và thấu hiểu được. Sang muốn trở thành một cô gái thực sự và muốn tất cả mọi người thừa nhận điều đó. Và hành trình của Trần Ngọc Sang bây giờ mới thực sự bắt đầu. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ được theo dõi hành trình lột xác của Phan Thị Mây. Với khát vọng thay đổi ngoại hình để thay đổi cuộc sống, Phan Thị Mây đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để có thể lột xác thành ngọc nữ. Hãy đón xem tập 9 Hành trình trở thành ngọc nữ được phát sóng lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Today TV. Thông tin chi tiết truy cập website hanhtrinhlotxac.vn.